15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bây giờ là 18:06, tức là hơn 6 giờ tối chiều rồi. Thì vẫn rất là đông bà con cô bác đến viếng mộ của cậu Năm nha. Đó, thì hiện tại thì các anh em đã lên đèn rồi. Ha, lên đèn để chiếu sáng cho mộ cậu. Thì hồi nãy 15m cũng đã châm dầu hấp đèn cho cậu rồi ha. Thì bây giờ 15m sẽ cập nhật một vòng cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Và trước khi ra về, hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt mà 15m ở lại trễ. Chứ có lẽ là ngày mai 15m cũng sẽ ở lại một ngày trễ nữa ha, để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị luôn. Hiện tại thì đội ekip thì cũng đã về một số các anh em rồi. Đó, đây là khung cảnh còn lại. Chú anh chị cho một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ giúp em nha. Đây là khung cảnh ở ngoài đây, thì bà con cô bác 6 giờ vẫn còn ha. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt luôn, ngày thứ 99 của cậu nha. Do là hôm nay làm rất là nhiều clip luôn, cho nên 15m cũng bị khan cái cổ họng luôn. Một cái ngày thật sự là đông, có thể là ngày mai sẽ còn đông hơn nữa. Thì ngày mai 15m sẽ vào sớm để dọn dẹp vệ sinh cũng như là ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị ha. Thì bây giờ 15m sẽ cập nhật những cái chữ của cậu Năm hôm nay đã được khắc hoàn chỉnh ha. Ok rồi, chúng ta tiến vào phòng ngủ nha. Thì hôm nay chiều 15m đã đốt cho cậu là mỗi bên là 3 cây đèn ha. Tổng cộng là có 6 ngọn đèn và một cái cây nhang 24 giờ để ở phía sau ha. Cái này gì nó lại quên nó cầm sao anh? Hấp đi thuốc cho chú. À. Bây giờ là cô cái chị Út Bạch nè, gửi cho anh là tới mấy cái hộp quạt lắm. Trời ơi. Với một cái thuốc nhưng mà anh không dám để ra ngoài. Đúng rồi, mình giữ đi anh. Giữ đi. Chứ khi nào mình bữa đó cái cô chị kia đưa cho anh ba cái quạt để ở đây, xong cái buổi chiều cái mất tiêu luôn. Cho nên là phải giữ lại. Đúng rồi. À, bây giờ là nhiều thành phần xấu trà trộn lắm. Mà hộp quẹt mắt cũng có thể là do mấy anh hút thuốc á. Mượn cái hộp quẹt đốt cho cậu Năm điếu thuốc rồi quên. Mình đâu biết hút thuốc đâu mà. Đúng, đúng rồi. Nhưng mà anh có mua một cái anh bỏ theo nha. Đề phòng gọi là đề phòng đúng không? Uống nước vô. Cảm ơn 140 của chú chị đã theo dõi clip. Hút thuốc ha. Trời ơi. Mình anh khéo ghê không? Đó, vậy là đứng luôn đó. Chỉ hả anh? Đúng rồi. Chấm miếng nước hả? Dù có cà phê là đợi chấm cà phê. Chú vừa uống cà phê mà vừa hút thuốc luôn. Có trà thì mình chấm cho trà, để cho chú vừa uống trà vừa hút thuốc luôn. Dạ. Đó, đây là của một cô dạy mình đó. Ôi ôi, hàng cô gì? Dạy lớn tuổi đàng hoàng. Hàng gì để sao mà đứng liền tại chỗ luôn á? Để đứng quay vô thử. Cũng là một phương pháp. Cũng là phương pháp ha. Thôi về để em thử coi sao. Đó, thấy để gì nó lịch sự hơn nghe quý cô chú chị. Mà đứng không ngã ha. Đứng không ngã luôn. Giờ em cắm bên đi. Anh cắm bên em. Bây giờ bên. Để em thử coi. Em test thử coi. Này cầm cho. Dạ em cầm nghe nha. Rồi. Đó. Kéo gịch gịch vô, mời chú về. Hôm nay là ngày 24 đúng không? 24 mình chứ. 24 mình á, ngày mình á. Mà cậu Năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tên thật là giỏi nhân ngoan. Để nhẹ cái đứng luôn anh. Đó đây nè. Trời ơi. Quý vị hai cả hai bên ha. Mình để không cần canh luôn á. Đi hút nó nghiêng luôn kìa, thấy không? Nghiêng mà không ngã nha. Ngã luôn. Đi hút anh nghiêng luôn. Nhưng mà mình để gì nó lịch sự đúng không? Đúng rồi. Để gì lịch sự hơn. Đây là của một khán giả chỉ mà đúng không? Đúng rồi, của người cô á. Cái gì á mình muốn Trời ơi đúng tâm lên luôn. Học hỏi ha quý vị. Mình chỉ cần để nhẹ một cái ha. Đúng rồi. Trời ơi. Mình chấm không hiểu sao chấm miếng nước để lên cái là dính liền, làm như có keo vậy ha anh.
miếng nước này là không phải là ý là muốn là mời chú uống nước. Đúng rồi đó. Nhưng mà thật sự là không ngờ là đứng liền luôn. Ai chứ bình thường em cũng bắt trước anh, em đâu có biết uống nước đâu. Em để lên ngã nha. Mơ nghe nói có cái vụ hai ba nào lên là phanh phui mọi câu chuyện đó, không biết phanh phui chuyện gì không biết nữa. Hồi nào anh? Nghe cái anh chị mới chia sẻ đó. Hồi nãy hả? Nói ngày nay cô lên rồi. À. Ngày nay là cô sẽ phanh phui luôn, không biết có vấn đề gì không chị. Thì nói chung anh em mình không biết là phanh phui như thế nào, nhưng mình giờ này cũng đã tối rồi. Em livestream 25 phút là em xuống. Thì hồi nãy thì anh Minh cũng có nói ngày mai cũng có một người sẽ đến mộ cụ Năm sẽ phanh phui mọi chuyện. Thì không biết là như thế nào, nhưng mà nếu mà phanh phui trước mộ cụ Năm thì có lẽ là các anh em YouTuber sẽ mời ra ngoài ha, muốn phanh phui gì thì phanh phui. Nhưng mà trước mộ cụ Năm mà phanh phui thì có lẽ là mọi người sẽ ngăn cản lại. Ở đây là mộ của cậu Năm chiều nay. Bây giờ là 18:12. Thì 15S luôn ghi hình. Có một điều đặc biệt trên kênh 15S đó chính là thời gian ghi hình chính xác nha. Đó, thời gian nhảy liên tục luôn. Ủa anh Minh ơi, sao mấy cái cây đèn nó tối hù vậy anh? Cái đèn này không biết bị gì á, cái đèn anh nữa không? Sáng tư luôn á. Cái đèn này có vấn đề rồi. Dạ, cảm ơn cô chú. Không hiểu sao cái đèn này tới hù à. Mua mấy anh em coi. Bật lại anh ơi. Cái đèn này sao tới hù vậy anh? Cái đèn đó là của Niu á. Giờ này thì nhang sửa. Cái đèn có vấn đề rồi. Bật lại coi anh, bật lại coi. Bật rồi nó bị lỗi sao á. Nó vô điện sao để mai tháo ra đưa. Sáng mai tháo ra đưa cho tao bảo hành lại. Có bảo hành mà. Tại vì nó cháy bốn bóng này, tức là nó có đang có bốn cục pin á. Mà nó cháy gì kỳ quá. Ờ, không biết sao. Bóng này sáng nè. Bóng này rất là sáng nha. Bóng đi. Đi ngủ hả? Do năng lượng. Hồi sáng anh nhớ anh có để một cái nón mà không biết giờ nằm đâu rồi. Anh đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị ha. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.